Xin kính chào quý vị, các anh chị cùng toàn thể quý khách hàng. Em là Phạm Thương. Hôm nay em xin làm video giới thiệu đến quý vị và các anh chị những mẫu xe mà bên em đang bán, cũng như là những cái giá mới nhất cập nhật cho năm 2021. Đầu tiên thì là một chiếc crossover Mercedes GLA, nhỏ nhắn, xinh xắn, rất hợp túi tiền, được sản xuất vào năm 2015, vận hành được 60.000 km. Bên em đang bán với giá là 1.060.000.000, GLA 250, sản xuất 2015 ạ. Vận hành 50.000 km, em xin nhắc lại là như vậy. Xe rất nhỏ nhắn, xinh xắn và hợp túi tiền luôn. Mercedes thì không phải chê rồi, vừa rẻ vừa sang trọng, lịch lãm, lại cực kỳ đẹp nữa. Bên cạnh thì là một chiếc sedan hạng sang, cỡ lớn, thiết kế full size luôn. Đây là Mercedes S400. Chiếc S400 này thì sản xuất vào năm 2014, đăng ký và lăn bánh lần đầu 2015. Xe vận hành rất là ít, từ năm 2014 đến bây giờ, tính năm thì nó là 7 năm rồi. Đấy, nhưng mà mới có bao nhiêu 60.000 km thôi, quá ít luôn. Màu đen, nội thất màu nâu, cực kỳ sang trọng. Chiếc xe này thì bên em đang bán với giá là 2.2 tỷ, nguyên zin 100%. Lại một chiếc Mercedes nữa. Đợt này nhà em chắc là chuẩn bị mở đại lý Mercedes rồi, nhiều mẹt lắm. Con này là con E300. Xe thì gọi là siêu lướt luôn. Đấy. Mới đăng ký được 4 ngày. Mới đăng ký được 4 ngày thôi. Chạy được 20 km, có nghĩa là đánh từ hãng, từ đại lý về để ở nhà em chấm hết. Nếu bây giờ quý vị và các anh chị lấy chiếc xe này thì tiết kiệm hơn được khoảng gần 400 triệu so với quý vị và các anh chị lấy xe từ đại lý ra. Mà chất lượng thì đấy, không có khác nhau một cái gì cả. Mới có 20 km, màu đen. Tên bây giờ hiện tại thì đang tên công ty, xuất hóa đơn cực kỳ đầy đủ luôn. Và em xin báo giá chiếc xe này là bên em đang bán với giá là 2.880.000.000. Xe mới giá công bố là 2.920.000.000, nhưng chưa có thuế, chưa có biển, đăng ký vào nó sẽ rơi vào khoảng 2.3 tỷ, hơn 2.3 tỷ. Đấy, rất hợp lý ạ. Một chiếc S400 nữa. Nhưng chiếc xe này thì đã được nâng cấp lên rất nhiều các cái chi tiết của Maybach S450, như là bộ mâm này, cản trước, cản sau này, vân vân. Sản xuất thì là vào năm 2015, vận hành được 70.000 km thôi, rất ít. Màu trắng, nội thất cũng là màu nâu. Chiếc xe này thì bên em đang bán với giá là 2.450.000.000. Lại một chiếc S nữa. Cũng siêu lướt. Đấy. Chiếc xe này thì chạy đâu đó hình như là 15 km. Đấy. Chiếc này 15 km. Cũng mới đăng ký được khoảng một tuần. Nói chung là thôi, không có gì phải bàn về cái xe này cả. Đấy, quý vị và các anh chị mà quan tâm đến chiếc xe này, mua chiếc xe này thì chỉ quan tâm đến cái giá thôi. Và cái giá hiện tại bây giờ bên em đang bán thì nó rẻ hơn xe ở trong đại lý bán ra cả đăng ký, thì nó rơi vào hơn 500 triệu, hơn 500 triệu đấy ạ. Đấy, bây giờ mà bỏ 500 triệu ra mua thêm một cái xe co cỏ nhỏ nhỏ đi chợ nó cũng được rồi, đấy, quá hợp lý luôn. Và em đang bán với giá là 3.850.000.000. Giá ở trong hãng chưa có gì, chưa có thuế, chưa có biển. Nó là, em xin lỗi, 4.850.000.000. Đấy, giá ở trong hãng là 4.969.000.000, chưa có gì. Bên cạnh đây thì là cũng là chiếc S450, không khác gì chiếc bên cạnh cả, nhưng mà nó là màu đen thôi, màu đen, nội thất màu kem. Đấy, tha hồ cho quý vị và anh chị lựa chọn nhá, hai màu chủ đạo luôn. Một chiếc màu đen nội thất kem, một chiếc màu trắng nội thất nâu, cực kỳ hot luôn. Còn đây, đây là Cadillac Escalade, phiên bản Platinum.
sản xuất cuối năm 2015, model 2016. Cái bản bản Platinum này là cái bản cao nhất rồi, bản cao nhất của Cadillac Escalade rồi. Và cái form này thì nó cũng là form mới rồi, form model của 2016 ấy ạ. Mọi người nhìn thì sẽ thấy cái mặt ca lăng nó khác này, cái đèn nó khác một chút. Đấy, sơ qua như thế thôi thì là nhìn thấy nó khác. Và nó cũng được trang bị thêm cực kỳ nhiều những cái công nghệ, nó nói là hiện đại nhất bây giờ luôn, hiện đại cực kỳ luôn. Trong động cơ 6.2 cực kỳ mạnh mẽ, hầm hố đậm chất Mỹ. Và nói chung là Cadillac thì nó là cái dòng SUV phải nói là em nghĩ, theo em thì nó là tiện nghi và mạnh mẽ nhất hiện tại bây giờ luôn. Đấy. Cuối cùng đây là một chiếc Toyota rất đối bình thường thôi, Toyota, nhưng lại là 5.7 nhập Mỹ full option. Đấy, mà cái 5.7, chiếc Toyota Land Cruiser 5.7 đấy thì nó ngang với cả chiếc Lexus LX 570 nhập hãng luôn. Mà nếu mà so với cái tầm này thì không có cái gì mà nó thua kém Lexus LX 570 cả. Riêng chiếc xe này nó còn đặc biệt hơn một chỗ là chủ trước lại còn độ thêm một bộ ghế massage siêu VIP luôn. Có thể chỉnh điện ở hàng ghế giữa, chế độ massage. Ngoài ra thì nó có phanh khoảng cách này, cảnh báo lệch làn này, camera 360 này, hộp lạnh này, vân vân, rất nhiều. Vừa rồi là một số những cái mẫu xe mà bên em đang bán, em giới thiệu qua đến quý vị và các anh chị. Nếu mọi người quan tâm đến chiếc xe nào thì alo trực tiếp cho em đến số điện thoại hotline đang hiển thị ở trên màn hình, em sẽ tư vấn kỹ hơn cho quý vị và các anh chị. Ngoài ra thì bên em cũng đang còn rất nhiều những cái mẫu xe hot đang trên đường về nữa. Mọi người hãy nhớ theo dõi nhé. Em sẽ giới thiệu đến mọi người chi tiết từng chiếc xe một sau. Và tất cả những chiếc xe này thì đều đã được bên em kiểm tra và test rất là kỹ trước khi mang về salon. Tất cả các hạng mục thân vỏ, máy móc, khung sườn, gầm bệ đều còn zin nét 100%. Bên em thì cũng có hỗ trợ trả góp lên đến 70-75% giá trị xe. Giao xe tận nhà cho quý vị và các anh chị, hỗ trợ làm sang tên đổi chủ. Xin cảm ơn quý vị và các anh chị đã dành thời gian theo dõi video của Phạm Thương. Kính chúc quý vị và các anh chị có thật nhiều sức khỏe, công việc thuận lợi và gặp nhiều may mắn. Hẹn gặp lại trong những video sau.